Mến chào các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện cuối tuần tại địa chỉ báonghệan.vn. Đêm nay, chúng ta sẽ cùng tâm sự với nhau về chủ đề tình mẹ. Cô con gái nhỏ của tôi là một cô bé rất đỗi ngọt ngào. Từ khi biết nói, bé đã luôn miệng bi bô, mẹ ơi, mẹ ơi. Bé biết nói xin lỗi và cảm ơn với tất cả mọi người. Khi tôi đưa cho bé hộp sữa, bé nói, con cảm ơn mẹ ạ. Khi đi trên đường, nếu lỡ va vào người đối diện, bé sẽ nhẹ giọng nói, cháu xin lỗi ạ. Điều mà tôi cảm thấy tự hào và ấm áp nhất ở phiên bản bé nhỏ được nâng cấp của mình chính là bé chẳng bao giờ tiết kiệm lời yêu thương. Bé tỏ tình với ông bà, bố mẹ và các anh chị trong nhà mỗi ngày. Cô bé luôn như một mặt trời tí hon, tỏa sáng và sưởi ấm đến mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Đôi khi tôi cảm thấy, trong những trường hợp cụ thể, một cách vô thức, cô bé 7 tuổi ấy lại chính là người dạy tôi nhiều bài học về cuộc sống. Chiều nay đi học về, mặt trời 7 tuổi chạy ào vào nhà, ôm chầm lấy tôi và nói thật to. Mẹ ơi, con yêu mẹ! Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Tôi ngỡ ngàng trong phút chốc. Sao bỗng dưng con lại nói thế? Vì hôm nay trong giờ học kỹ năng sống, cô giáo giải thích về cách sinh ra một em bé. Mẹ ạ, mẹ ơi, mẹ sinh ra con đau đớn lắm phải không? Lúc ấy mẹ có khóc nhiều lắm không? Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì dù rất đau, mẹ vẫn sinh ra con. Tôi lặng người khi nghe những câu nói non nớt của con. Mớ quần áo đang gấp trên tay khẽ khàng rơi xuống. Đã bao lâu rồi tôi chưa nói lời cảm ơn tới mẹ, tôi không còn nhớ nữa. Hình như là đã rất lâu rồi. Mẹ tôi là một người phụ nữ truyền thống. Quỹ đạo cuộc đời mẹ dường như chỉ xoay quanh chuyện chồng con. Như mọi người phụ nữ truyền thống khác, mẹ luôn lo lắng và nhịn nhường về tất cả mọi điều. Nuôi con ăn học qua thời đói khổ, không biết đã bao lần mẹ nói, mẹ no rồi, để nhường bữa cơm có thịt cho con. Đêm hè nóng nực, nhà chỉ có mỗi cái quạt cóc Liên Xô, bao giờ cũng quay về hướng con nằm, vì mẹ bảo mẹ sợ lạnh. Dẫu vậy, tôi có một cái cảm giác kỳ quặc rằng nỗi lo lớn nhất của mẹ là những điều làm cho chồng, cho con, chừng đó vẫn là chưa đủ. Một lần, khi tôi thất bại trong công việc đầu đời, mẹ đã khóc ngay cả trước khi tôi khóc. Bà ôm tôi vào lòng và nói, mẹ ước mẹ có nhiều hơn để cho con thoải mái làm điều con thích, sống cuộc đời mà con muốn. Và suy nghĩ ấy dường như thật sự găm vào tim mẹ, làm tôi nhói đau mỗi khi nghĩ đến. Tôi những muốn nói với mẹ rằng, mẹ ơi, tất cả những điều mẹ cho con đã quá đủ rồi. Tình yêu thương, đức hy sinh, sự nhẫn nại, lòng bao dung, mọi thứ mẹ cho con thật sự
đã quá đủ rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ nói điều ấy ra với mẹ. Tôi cảm thấy rằng giữa mẹ với con, giữa những người thân trong gia đình, nói lời cảm ơn nghe sao mà khách sáo quá. Và với suy nghĩ ấy, bao năm nay tôi hồn nhiên hưởng thụ tình yêu thương của mẹ, thứ tình yêu vô giá nhất trên đời. Tôi biết chắc rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ trách tôi đâu. Dẫu đứa con mãi mãi khờ dại và vô tâm, ngay cả khi đã có gia đình nhỏ của riêng mình, vẫn làm mẹ muộn phiền nhiều chuyện. Người ta nói rằng vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ. 30 năm nay tôi sống trong lòng kỳ quan ấy, và tối nay tôi mong mỏi đến vô cùng được ùa vào lòng người như thời thơ bé, để thủ thỉ rằng: mẹ ơi, con yêu mẹ, con cảm ơn vì tất cả mọi điều mẹ đã dành cho con. Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tâm sự của một người con về mẹ của mình. Những lời tâm sự rất xúc động, chắc hẳn đã gợi nên nhiều suy nghĩ cho tất cả chúng ta. Đã bao lâu rồi bạn chưa nói với mẹ lời cảm ơn? Hãy đừng để lời nói giản dị ấy chìm vào quên lãng nhé! Chúc các bạn cùng người thân yêu của mình trải qua một cuối tuần thật ấm áp và hạnh phúc. Hãy like, chia sẻ và chúng ta sẽ gặp lại vào chuyên mục Chuyện cuối tuần sau.